chào cả nhà, xin chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Mai Hiền Cuộc Sống Nhật. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn yêu thương, đồng hành và ủng hộ những video của Hiền nha. Thì sau khi mà mình đến ngày 25 Tây rồi đúng không? Không, mà tới ngày 27 Tây thì Hiền nhớ là hôm đó là thứ tư. Thì Hiền đi chuyển phôi. Hiền chuyển phôi hay cấy phôi gì cũng được nha cả nhà. Thì lúc đó là giữa tuần mà ông xã Hiền cũng không có xin nghỉ được, và lúc rồi Hiền mới nói thôi vậy thôi, Hiền đi một mình không sao hết. Thì hôm đó là Hiền đi thì Hiền bác sĩ hẹn với Hiền á là 11 giờ sẽ là cấy phôi, thì mình sẽ đến trước đó 15 phút. Khi mà bạn đến 15 phút ở bệnh viện, bạn check in vô bệnh viện 15 phút rồi thì bắt đầu người ta bắt đầu mới gọi là rã đông cái phôi của mình đang trữ đông á, người ta mới bắt đầu mới rã đông, thành ra là bạn phải tới sớm thì người ta mới biết chắc rằng là bạn đến thì người ta mới rã đông. Đó, thì như là như vậy. Thì thường thường mình sẽ tới sớm một chút xíu. Thì lúc đó thì bác sĩ mới nói Hiền, dặn Hiền á là ngày hôm chuyển phôi trước đó 3 tiếng đồng hồ là không được đi vệ sinh, không được đi toilet á. Trước đó thì uống nước hoặc là như thế nào đó, và không và đi vệ sinh trước 3 tiếng, nghĩa là 8 giờ. 11 giờ mình chuyển phôi thì 8 giờ là mình ngưng đi toilet. Là cứ uống nước xong rồi là uống nước để mà là nước tiểu của mình á. Hẹn hỏi tại sao thì bác sĩ mới nói là khi mà bạn nếu mà có nhiều nước tiểu á thì lúc mà mình siêu âm cái phần bụng của mình để mà tìm được thử có cái vị trí tử cung của mình ở chỗ nào nó sẽ dễ siêu âm hơn. Nó giống như một tấm kính gì đó, cái kiến của mình á, mình rọi qua đó thì nó sẽ siêu âm, nó sẽ dễ hơn một chút xíu. Thì cứ 8 giờ là Hiền đi vệ sinh lần cuối ngày hôm đó. Xong rồi là 11 giờ là đi tới 11 giờ trước 11 giờ 10, trước 15 phút là Hiền đã tới bệnh viện rồi. Thì vào thì bác sĩ nói chung đi vào vô cái phôi nhẹ nhàng lắm cả nhà, không có gây mê, không có gây tê gì hết luôn á. Là cứ đi vào chỗ cái phòng mà Hiền lấy trứng rồi đó, thì cứ đi vô đó thì cũng gọi là thay đồ của bệnh viện. Sau đó là đi vào thì bác sĩ cũng hỏi tên chồng, tên mình, rồi mã số bệnh nhân. Sau đó thì là bác sĩ phụ trách của Hiền làm luôn, là bác sĩ nữ của Hiền làm luôn với một y tá phụ thôi, chứ không có thêm ai nữa hết đó cả nhà. Thì bác sĩ á, sẽ là người siêu âm thử coi là gọi là nhìn cái ống kính siêu như cái ở cái bụng của mình á để tìm cái vị trí để mà cấy phôi. Thì tìm được cái vị trí rồi á thì y tá sẽ giữ lại cho bác sĩ mới đưa cái phôi của mình đi vào trong, thì mấy cái nói chung á là mới đưa vào. Cái quá trình nó là như vậy. Mà lúc mà siêu âm á, các bạn để ý nha, cái vị trí mà bác sĩ mà gà các bạn mà gọi là sao ta, gọi là mình bác sĩ mà lúc mà siêu âm mà hơi cạ vô trong cái chỗ cái bụng của mình nó như cái chỗ vị trí nào á thì phôi sẽ bám vào chỗ vị trí đó. Thành ra là sau này nó có những cái biểu hiện mà các bạn biết rằng là mình đã mang thai hay là không. Thì lúc mà Hiền đó Hiền cũng biết đâu, tại vì bác sĩ ấn đau quá thì Hiền nhớ thôi, chứ Hiền với lại á mất đi vệ sinh nữa mà bác sĩ ấn đau rồi cứ nhớ cái chỗ đó, rồi tự nhiên sau này hình như chỗ đó là chỗ bác sĩ ấn rất là lâu rồi, rất là lâu luôn. Khi mà cấy mình cấy hai phôi một lượt thì cấy xong rồi á cũng nằm bình thường đó. Xong rồi là bác sĩ ra thì cũng cho mình nằm trong đó 15 phút à, nằm có 5 phút à. Thì y tá mới hỏi Hiền là muốn nằm thêm nữa không, muốn nghỉ thêm nữa không. Mà lúc đó là thật sự bắt tiểu quá, thành ra là thôi không nằm nữa. Nói chung là cũng thấy nó cũng bình thường, nó không có vấn đề gì hết luôn á. Rồi xong hay là đã cấy phôi xong rồi thì đi ra thì ngồi đợi một chút xíu thì bác sĩ mới gọi Hiền vào. Ông cũng nói là đã cấy xong hai phôi thì phôi nó như thế này, xong rồi ngày hẹn mình tới ngày là 11 tây tháng 5, là 2 tuần sau khi mà cấy phôi á, là 11 tây tháng 5 là lên test thử, gọi là mình gọi thường thường hay tiếng Việt của mình gọi là test beta đó cả nhà, là thử máu. Có nồng độ beta của mình tăng á thì mới có em bé. Còn nếu như mà không tăng á là cái phần phôi của mình nó chưa có làm tổ được, là chuyển phôi nó thất bại đó. Thì xong rồi đi về. Xong rồi thì Hiền đi về thì lúc đó là tại vì Hiền lái xe được, nhưng mà Hiền sợ đi ra ngoài chỗ mấy chỗ thành phố lắm, thành ra là không có lái xe đi. Đi thì Hiền cũng đi xe buýt, đi về Hiền cũng đi xe buýt. Hiền cũng đi xe buýt thì từ bệnh viện phải đi ra trạm xe buýt, xong rồi từ trạm xe buýt phải đi bộ về nhà. Xong rồi về thì bác sĩ cũng dặn là không được tắm bồn thôi, không được ngâm bồn thôi, còn tắm bình thường thì vẫn ok không sao hết. Ngoài ra là không dặn thêm một cái gì nữa hết đó cả nhà. Cho nên á
lúc đó Hiền cũng kiểu bác sĩ không dặn thì Hiền cũng không có thấy ấy gì mà mình biết thôi, thì mình cũng hỏi y tá là nói chung là chạy nhảy này kia thì chơi đi chơi thể thao này kia như thế nào này kia kia nọ, thì y tá nói với Hiền một câu mà Hiền thấy rất là hay, đó là nếu mình cảm thấy mình làm cái gì đó mà mình không yên tâm á, mình cảm thấy mình sợ á thì tốt nhất là đừng làm, nó ảnh hưởng tâm lý của mình. Giống như là giờ các bạn cấy phôi xong rồi, trời em cay không rồi rồi cái đi chạy nhảy hay là đi chơi hay là đi du lịch gì đó, rồi sau này lại lo lắng là chết rồi không biết có sao không, thì nếu như mà như vậy rồi thì thôi đừng có đi, là nếu mà sợ thì đừng làm, đừng để mà làm xong rồi lại mình sợ thì cũng không ai giải quyết được hết vấn đề đó cho mình, đúng không cả nhà? Hay lúc đó thì Hiền về thì vẫn đi bộ về bình thường, không hề có một cái sự gọi là kỹ gì. Thì sau khi mà cấy phôi thì ngày hôm đó là ngày hôm đó thì mình nghỉ ở nhà xong rồi vẫn ăn uống bình thường, không có cử cái gì hết á cả nhà, chỉ có duy nhất là Hiền nhớ lúc đó là Hiền tới là bây giờ luôn là Hiền vẫn uống nước ấm thôi, Hiền không có uống nước lạnh, nhưng mà bây giờ thì Hiền không có uống nước ấm nữa tại nóng quá uống không nổi, nhưng mà vẫn uống nước lọc bình thường, nước nước nhiệt độ bình thường chứ không có uống nước mà nước đá. Thì 27 đúng không, xong rồi 28, 29 là thứ năm thứ sáu là Hiền vẫn đi làm bình thường, là 27 là Hiền nghỉ, xong rồi thứ năm thứ sáu là Hiền đi làm, xong rồi tới ngày thứ bảy là Hiền nghỉ, bên này Hiền được lịch nghỉ, lịch dài của Hiền là Hiền nghỉ lễ mùng nghỉ lễ là dài lễ gì tuần lễ vàng á cả nhà, mà cũng may mắn á là đúng cái ngày là mình được nghỉ, thì nguyên một cái tuần lễ mình được nghỉ như vậy thì ít ra thì mình ở nhà mình cũng thoải mái, mặc đồ cũng thoải mái, không có công việc mình không có bị stress này kia, tinh thần mình cũng thoải mái nữa. Thành ra là cái giờ chọn được một cái thời điểm để mình chuyển phôi phù hợp cũng là rất là quan trọng nha cả nhà. Mặc dù nó là nghỉ lễ nhưng mà gần như là Hiền không có đi chơi đâu trơn á. Thứ nhất là đi sợ đi chỗ đông người lại bị nhiễm Covid á, thì lại không có uống thuốc được. Thứ hai nữa là cũng kiểu như mình sợ mình đâu chơi thì ngồi lâu quá cũng kiểu mệt đó cả nhà. Cũng không có nằm một chỗ, cũng chỉ là làm việc nhẹ nhàng trong nhà, cũng dọn nhà hay là bình thường nấu ăn bình thường thôi chứ không có thay đổi về cuộc sống của mình hết. Thì sau khi mà chuyển phôi xong á thì bác sĩ sẽ đưa cho Hiền thêm một cái hóa đơn nữa, là cái hóa đơn từ cái giai đoạn mà chuyển phôi cấy phôi cho tới cái giai đoạn mà thuốc của mình uống như thế nào đó cả nhà, thì sẽ là bao nhiêu tiền nữa, thì người ta mới đưa cho mình thêm một cái hóa đơn. Thì lúc đó Hiền nhớ là đưa thêm Hiền là cái hóa đơn đó 16 măng thì phải, 16 măng mấy sen á, là khoảng tầm 32 triệu, là tổng cộng từ chi phí mà từ lúc mà mình quyết định mình làm thụ tinh cho ống nghiệm là từ lúc cái thuốc kích trứng cho tới cái lúc mình chuyển phôi xong rồi á là Hiền tốn tổng cộng là khoảng 80 măng, là khoảng tầm 150 triệu cho tới một mà 150 triệu ha. Thì đó là hoàn toàn không có bảo hiểm gì hết nha cả nhà. Là 80 măng đó. Nhưng mà sau đó là bên bệnh viện sẽ đưa cho Hiền một cái bộ hồ sơ. Lúc đó thì bởi vì là Hiền làm không có bảo hiểm, thành ra là bên bảo hiểm bên gọi là mình gọi là gì ta, trung tâm trẻ em của Nhật á, gọi là Kodomo Center đó, trung tâm trẻ em của Nhật, người ta mới đưa cho một người ta mới hỗ trợ cho mình về cái quá trong cái quá trình mà mình làm thụ tinh cho ống nghiệm, những cái quá trình mình làm thụ tinh cho ống nghiệm á cả nhà. Thì lúc đó là mình vẫn còn được hưởng hỗ trợ, thành ra là mình được hưởng lại là khoảng được 30 măng, là nhà Hiền đã nhận lại vào ngày 15 tháng 7 vừa rồi. Mình làm hồ sơ thì hồ sơ tất cả thì bệnh viện đều làm cho mình hết, thì tất cả các hóa đơn mà các bạn đi mua thuốc ở ngoài, thường thường thuốc này á trong bệnh viện không có bán, nhưng mà thuốc này á là các bạn phải đi mua ở ngoài chỗ cái quầy thuốc, thì khi mà mua thì các bạn phải giữ lại hết các hóa đơn, thì các hóa đơn đó sẽ là những cái để mà đối chiếu sau này với lại bệnh cộng thêm với bệnh viện để mà tổng chi phí của mình tốn bao nhiêu. Rồi nói chung là cho dù các bạn tốn bao nhiêu chăng nữa thì cái chi phí để mà mình nhận được chuẩn chỉ lại có 30 măng thôi, nhưng mà phải cần có đủ hết tất cả các hồ sơ nó khớp với nhau cả nhà. Thì hiện tại á, nếu mà các bạn làm mà chuyển phôi bắt đầu từ tháng 4 năm 2022 này á thì các bạn sẽ không còn được hưởng hỗ trợ nữa. Bạn nào chỉ các bạn nào làm trước tháng 4 giống như Hiền á, là Hiền làm từ tháng 1 á thì mới được chuyển phôi mới được hưởng 30 măng này nha. Thành ra nếu như bạn đã, nói chung á là nếu đã có bảo hiểm rồi thì không được hưởng 30 măng nữa. Nếu mà làm mà không mà tốn bảo hiểm á, mình phải không mình tự trả chi tự phí á thì mình có thêm được 30 mà gọi là được trả lại 30 măng. Thì 30 măng là khoảng tầm 60 triệu đi, thì lúc giống đồng nghĩa với việc là nhà Hiền là tốn là 80 măng, thì trừ lại nhận lại được 30 măng thì coi như Hiền tốn là 50 măng. 50 măng đồng nghĩa cái khoảng tầm 100
triệu hoặc 90 triệu, nói chung là vậy, khoảng tầm tốn khoảng tầm 90 cho tới 100 triệu. Đó là chỉ là tiền của bên bệnh viện thôi nha. Còn những cái lần thuốc như thế này ngoài á, thì là có hóa đơn thì mình vẫn giữ đó, nhưng mà mình chỉ là làm trong hồ sơ thôi, chứ thật sự là không được trả lại cái phân số tiền đó. Rồi, quay trở lại với cái việc là chuyển phôi xong thì như thế nào. Thì giống như Hiền nói là Hiền vẫn làm việc rất là bình thường và cũng ở nhà rồi thoải mái, rất là ở nhà luôn. Nhưng có một chuyện rất là hy hữu mà bây giờ Hiền mới nhớ lại, bây giờ không phải là bây giờ nữa, gần đây thì Hiền mới có xem một cái video của một bạn TikTok, bạn cũng làm một cái quá trình mà chuyển phôi ở bên Mỹ á cả nhà. Thì lúc đó thì mình thấy là các bạn bạn đó bạn đi ăn, bạn mua sầu riêng ở bên Mỹ, là bạn bạn ăn sầu riêng, thì ấn tượng cái là bạn ăn sầu riêng mà bạn ăn không được hay sao á, nói chung là không biết sao nữa, thấy ăn thấy mấy bạn ăn sầu riêng là giống như là được chỉ, khi mà được được các anh chị đi trước hướng dẫn lại là ăn sầu riêng để mà lúc mà trước khi chuyển phôi á, thì chuyển phôi xong rồi hay trước khi chuyển phôi vậy đó thì cũng nhớ nữa, thì mới nhớ là ồ hình như lúc đó thì cũng ăn sầu riêng, nhưng mà ăn một cách rất là tình cờ chứ không phải là biết trước để mà ăn. Là lúc đó là Hiền ngày lễ tháng 5 á, là ông xã Hiền đi câu cá, thì đi câu cá về đúng không, xong rồi là có thêm một cái cục nước đá to như thế này nè, thì để mà giữ cá cho nó lạnh đó cả nhà. Thì ông xã Hiền thì tiết kiệm không có muốn bỏ nó cũng chưa có tan hết nữa, thế là muốn để vô trong tủ đông. Thì lúc đó Hiền mới dọn cái tủ đông Hiền ra để cục nước đá đó vô, thì vô tình là để luôn hộp sầu riêng ở bên ngoài. Lúc đó Hiền có Hiền hộp cái hộp sầu riêng đông lạnh ở bên này chứ không phải nguyên trái sầu riêng đâu nha. Thì Hiền để ra bên ngoài, xong cái Hiền cứ ship đồ vô xong hết rồi cái đi vòng vòng hồi mới nhớ trực ra là cái hộp sầu riêng chưa có để ra, chưa có để vô lại. Thì lúc đó là nó rã đông á cả nhà, bắt đầu thèm là nó lên lên cơn thèm sầu riêng, thế là thôi ăn thấy cũng thơm nữa thèm nữa, thế là ăn ăn không phải là ăn một lần hết hộp sầu riêng đâu, mà Hiền nhớ là nguyên ngày hôm đó là mới hết sầu riêng, nói chung là sáng ăn chút đi ra ăn miếng đi vô ăn miếng, thì nguyên một ngày đó là hết một hộp sầu riêng. Thì cũng không biết là phải vì vậy mà may mắn hay là không, nhưng mà cũng 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 nói chung là cũng có thể là nếu như mà bạn nào mà đang chuẩn bị chuyển phôi thì có thể áp dụng thử nha. Đó là Hiền chuyển phôi xong rồi thì mới đè sầu riêng ra ăn á cả nhà. Thì sau khi mà chuyển phôi xong á, ngày 27 đúng không, ngày 28 là Hiền đã thấy hơi khác khác rồi. Cái vị trí mà Hiền nói với Hiền nói với các bạn là bác sĩ mà mình là bác sĩ siêu âm á, nó hơi hơi đau đau cả nhà, nó kiểu như chích 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 chích, nó hơi đau đau như thế, nhưng mà đau không phải ở cái mức là mình không chịu được đâu, hay kiểu như nó găm ginh găm ginh ginh, nó đau chỗ đó rồi nó găm ginh ginh, nó đau bên trái ra bên phải, tại vì Hiền chuyển hai phôi là một bên bên trái một bên bên phải, hai phôi như hai bên, thì cứ 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 ngày hôm nay là phôi này nó đau chút xíu thì cái phôi kia nó đau chút xíu, nói chung hai phôi nó cứ nó giống như là nó hơi 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 đau đau vậy á. Là xong rồi ngày 29 nó cũng vậy luôn. Thật ra là mỗi cái chi tiết mà như thế nào á Hiền đều ghi lại hết luôn, những cái biểu hiện trong cơ thể của Hiền nó như thế nào á là Hiền đều ghi lại từ chút lại như thế này. Tới ngày 20 giống như dây trong này Hiền có ghi ngày 28 là bị đau nhẹ nhẹ, sau đó là bị thêm dập pẻ nữa cả nhà, kiểu như cái chân của mình bị dập pẻ á. Với lại đặc biệt một điều nha, nói hơi ngại chứ thật ra là bị xì hơi. Hồi đó ông xã Hiền nói với Hiền á là cưới nhau đã gần 5 năm rồi chứ hồi đó giờ chưa có bao giờ nghe được cái tiếng xì hơi của Hiền luôn, mà từ lúc mà chuyển phôi cho tới bây giờ là ngày nào cũng nghe, mà hầu như là nghe rất là nhiều luôn, mà nó kiểu như là mình không có kìm lại được, nó cứ là ra rồi à, chứ không có mình không có nhịn được giống như ngày xưa là xì hơi rất là nhiều. Xong rồi là qua tới ngày 29 là Hiền cảm thấy là cũng bị dập bẻ, cũng bị đau răm răm như vậy, và thêm một cái nữa là cái đầu ti của mình đó cả nhà, nó hơi hơi đau đau nha. Đó, xong rồi tới ngày một tay thì Hiền không có thấy biểu hiện gì hết, tới hai tay là bắt đầu lại cũng cũng có những cái biểu hiện nhẹ nhẹ như vậy, là cũng bị đau đầu ti nè, cũng bị đau đau bụng nè, xong rồi cũng bị xì hơi nè. Xong rồi tới ngày ba tay là ngày nghỉ lễ đó, là mình bắt đầu mình bị sốt, kiểu như bị sổ mũi, sáng vậy là bị sổ mũi rồi bị sốt nhẹ nhẹ hơi nóng một chút xíu, và kiểu như sau đó là cũng cũng vẫn có những cái biểu hiện là đau đầu ti và đau cái bụng của mình chút xíu như vậy, không phải đau quằn quại đâu nha cả nhà, chỉ đau hơi hơi thôi. Và cứ như vậy tới ngày 6 tay á là Hiền cảm thấy rằng là da mặt của Hiền nó cực kỳ khô, đó giờ nhà Hiền là chưa bao giờ Hiền bị da mặt khô như vậy, kể cả mùa đông nha, hạt Hiền có khô như vậy luôn, tới mức mà nó tróc ra luôn cả nhà, nó bong 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 cái lớp da của Hiền ra luôn như thế này.
Ông xã hiền, trời sao nó khô dữ vậy, nó hiền tho thuốc cỡ nào, hiền tho kem dưỡng, gọi là thuốc dưỡng ẩm, dưỡng ẩm nó cũng không có bị vậy nữa, là cực kỳ khô luôn nha. Xong rồi á, là rồi cũng có những biểu hiện mà giống như hồi đó như mình bị như vậy. Tới ngày 7 tây, 6 tây đúng không, 7 tây 8 tây thì hiền không còn, da của hiền không khô nữa, nó cũng nó bình thường trở lại, là cái lớp lớp da bị khô nó sẽ tróc đi. Xong rồi tới 8 tây thì bị đau đầu, nói chung là có những cái biểu hiện giống như là mình bị sốt, bị nhẹ nhẹ vậy á, mà không có dám uống thuốc, không có được uống thuốc nha. Khi các bạn đã cấy phôi rồi thì các bạn cứ tưởng tượng là mình đang có em bé đi, đừng đừng có làm gì hết á. Xong cho tới ngày 11 tây tháng 5, là 2 tuần sau khi mà mình chuyển phôi á, là mình đi xét nghiệm beta là thử máu. Video ngày hôm nay của Hiền là dài, khá là dài rồi, cho nên Hiền xin tạm ngừng ở tại đây. Video tiếp theo thì Hiền sẽ giới thiệu tiếp đến cả nhà về việc là xét nghiệm beta, là beta nó sẽ như thế nào nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video cùng với Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Cả nhà yêu thương và ủng hộ Hiền thì cho Hiền xin một kênh đăng ký nè, một like cũng như là chia sẻ video này nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye cả nhà.